mới đi mua đồ ăn sáng về cho nhà mình ăn sáng ngày hôm nay. Xong rồi Linh sẽ đi làm lồng mày. Thời gian dạ. Hãy sờ miếng nặng đi. Này em đã có một shot morning của Bu Mì Béo. Bu Mì Béo mới ngủ á. Bỏ hạt hồ chơi luôn. Giờ thì Linh đang get ready. Nhanh nhanh thôi, cũng không make up gì mà extra có, bởi vì bây giờ mình sẽ đi làm brow lamination. Lần trước mình có share cho mọi người là Linh đi làm brow lamination ở bên chỗ quận 11 gần đầm sen á. Nhưng mà thực ra từ nhà Linh đến đấy thì khá là xa, thế nên là hôm trước Linh thấy em Linh Nguyễn Fitness á share là làm brow lamination ở bên quận 2 chỗ Beauty Pub Sài Gòn. Thế nên là Linh đã làm một cuộc hẹn. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ đi làm thử bên đấy. Tại này mình rất là thích cái kem nền này của Number One The Chanel. Bởi vì nó rất là nhẹ, xong rồi độ che phủ của nó khá là vừa vặn để mình sử dụng hàng ngày. Tất nhiên là những cái mà mụn thâm như này mình đang có thì nó sẽ không che được, nhưng mà nó rất là nhiều dưỡng ấy. Mà mùa hè thực ra đối với cả da dầu hỗn hợp giống như Linh ấy, mình cần những cái loại kem nền nào mà nó có đủ độ ẩm thì nó mới giúp cho cái lớp nền đấy nó đến cuối ngày vẫn đẹp được. Ok, that's it for now. Mình mới make up xong rất là nhanh nhẹ thôi. Trông hơi buồn cười bởi vì không có lông mày, nhưng mà đằng nào thì nữa Linh cũng sẽ làm brow lamination, nên là mong là nó sẽ kiểu nhìn extra and nice trở lại. Mọi người nhìn này, khi mà lông mày của mình nó không còn thuốc nữa, nó sẽ bị kiểu ngả xuống đó. Và bây giờ kiểu mình đã quen với việc là có cái lông mày nó dựng lên và mình vẽ nó cũng dễ hơn. Hello mọi người, Linh đã về nhà rồi đây. Linh đã làm xong brow lamination. Hôm nay mình đến đấy thì mình mới phát hiện ra là hóa ra cái chỗ quận 11 mà mình đi lần trước, Lurita Thúy, thì là học viên ở bên Beauty Pub này. Cả hai chỗ này Linh nghĩ là đều làm rất là ok. Mình làm kiểu brow lamination dáng dựng kiểu tự nhiên hơn một xíu, nó không kiểu quá là dựng thẳng lên mà nó sẽ hơi ngả sang á. À, dành cho những bạn nào mà chưa làm brow lamination thì những điều gì mọi người cần phải chú ý thì thực ra là cái brow lamination này thì hầu như chẳng phải chú ý gì cả. Sau khi mà làm xong á, cả brow lẫn cả lash lift thì mọi người nên tránh nước trong vòng ít nhất là 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Sau đấy thì mọi người, những ngày hôm sau mọi người dùng nước như bình thường. Bây giờ thì Linh sẽ đi nấu mì ramen. Thực ra không phải nấu mà là mình có ramen ăn liền sẵn rồi. Linh mua rất là nhiều luôn, kiểu like literally là rất nhiều mọi người. Một cái shop mà mình hay mua ở trên Shopee, Linh sẽ để link ở phía dưới cho mọi người ăn, rất là ngon luôn ý. Linh sẽ chuẩn bị sẵn một bát cho anh Hải. Anh Hải cũng đang đi cắt tóc, hôm nay là ngày đi làm đẹp của vợ chồng mình, thế nên là xíu nữa anh Hải về thì anh Hải cũng sẽ có đồ. Và Linh sẽ đi hẹn với cả bạn Linh. Mọi người có xem 25-21 không? Thử hôm qua Linh xem hình như tập 9. Finally đã nói I love you Nahido rồi mọi người. Đợt trước thì nhà mình mới xem xong Love is Blind phần 2, cũng hay, nói chung là cũng khá là drama. Không biết mọi người giống Linh không, nhưng mà Linh rất là ghét Shake. Mặc dù là Linh mới thay bộ chăn ga gối cách đây không lâu, trong tháng này thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ thay chăn ga gối cùng mọi người. Vì
Linh mới mua thêm một bộ mới nữa của Muji màu xám. Và mình đã phải chờ đến tận hôm nay mình có hứng, mình quay vlog thì mình mới unbox ra. Bởi vì mình cũng muốn mọi người unbox cùng với cả Linh. Thực sự mỗi lần mà Linh cảm thấy cần kiểu lên tinh thần và cần phải lập lại những cái thói quen. Tại vì có những lúc, có những tuần, có những tháng Linh cảm thấy khá là mệt mỏi, hoặc là nói chung là kiểu bị mất đi động lực chẳng hạn, thì Linh cần phải làm một cái gì đấy theo cái thói quen của mình, hoặc là những cái gì đấy khiến cho mình cảm thấy vui hơn. Và thay chăn cao gối đệm là một trong những cái điều đấy. Nó sẽ khiến cho mình dần quay trở lại với cả cái routine bình thường của mình. Hôm nay vỏ gối thì Linh đều dùng vỏ gối của Muji thôi. Cái này Linh có thay một vài lần với cả mọi người xem rồi. Còn cái này là trong bộ mới. Cái này màu xám, cái này kiểu màu xanh, xanh da trời nhạt. Hello Umi à? Em mới thay chăn ga gối xong. Thế anh ra gửi đi mà. Cô Mì ở sao ra ngoài? Cô Mì đợi ra ngoài mà. Dạ. Hello. Cô Mì lại đợi vào. Mệt mỏi. Good morning mọi người. Hôm nay là sáng thứ hai rồi. Và bây giờ thì Linh đang chuẩn bị đến lớp tập Pilates. Một tuần trước vừa rồi thì mình nghỉ liên tục, thế nên là hôm nay cảm giác khá là vui khi bắt đầu quay trở lại với các cuộc tập, nhưng mà cũng rất là bận ấy. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ đi và tiếp tục các hoạt động khác trong ngày nhá. Hôm nay Linh mặc một bộ màu tím. Đây, áo tập cũng màu tím luôn. Quần thì màu xanh tím than hơn, thế nên là hôm nay mình match với bình nước màu tím tím. Thường thì sau khi đi tập về thì Linh sẽ nghỉ ngơi một chút và đi tắm luôn. Nhưng mà hôm nay bận thế nên là Linh ngồi vào Linh làm việc luôn. Thông thường thì cái công việc của Linh nó liên quan rất là nhiều đến việc là quay chụp ở trong nhà lẫn cả ngoài trời. Và nói chung là càng ngày số lượng công việc của mình cảm thấy nó càng ngày càng chồng chất nhiều lên ấy. Thế nên bây giờ đối với cả Linh thì ngày thứ hai ngoài đi tập buổi sáng ra thì nó sẽ là một cái ngày để mình dành thời gian làm những cái công việc office. Những cái công việc office của mình ở đây có nghĩa là trả lời email, lên những từng kịch bản, ngồi họp với cả nhân viên của Linh. Nói chung là những cái công việc business bình thường của mình ở bên The Fleur. Thế nên là thứ hai của Linh luôn luôn sẽ là những cái ngày mà mình cảm thấy là mình không có đủ thời gian để làm gì hết trơn. Nhưng mà chính vì thế Linh mới cảm giác là Linh cần phải có một sự refresh. Vậy nên là Linh ôm và đi tắm để cho mình kiểu có thời gian để mình relax á. Thì bây giờ Linh đang chuẩn bị skincare lại một xíu. Thực ra cái này skincare buổi sáng y như buổi sáng của Linh thôi, nhưng mà Linh vừa mới tắm xong, thế nên là Linh sẽ bôi lại những cái sản phẩm dưỡng da của Linh. Thế nên là Linh muốn share cả mọi người cái dòng sản phẩm number one The Chanel. Dành cho những bạn nào chưa biết thì dòng number one The Chanel là một trong những cái dòng skincare mới nhất năm nay của Chanel. Và tất nhiên là như mọi người thấy thì cái chất xuất chính cũng như là chủ yếu của nó là có chất xuất hoa trà đỏ. Đây là một cái loại hoa rất là quý và rất là đặc biệt, riêng biệt của nhà Chanel. Và thông suốt qua những cái bước skincare chăm sóc của dòng number one The Chanel này thì nói chung là tác dụng chính của nó sẽ giúp cho bọn mình ngăn ngừa cũng như là cải thiện những cái dấu hiệu lão hóa sớm, và ngăn ngừa năm cái dấu hiệu lão hóa mà bọn mình có thể dễ
dàng nhìn thấy nhất ở những cái độ tuổi mà early 20s hoặc là early 30s như là Linh. Chủ yếu khi mà Linh sử dụng cái dòng này của Number One The Chanel á, thì mình thấy nó rất là good trong cái việc là cải thiện cái lỗ chân lông ở trên da của Linh. Có thể một phần là bởi vì nó kiểu thẩm thấu rất là nhanh này, cấu tạo của nó rất là nhẹ và nó cung cấp độ ẩm cho mình rất là tốt. Thế nên là nó khiến cho lỗ chân lông của mình nó đỡ bị kiểu đậu da, đặc biệt là những cái ngày mà cực kỳ là nắng nóng như thế này. Có mùi hoa trà đỏ rất là thơm, nhưng mà thơm kiểu tự nhiên mọi người. Cho nên là lúc mình dùng ấy, thực sự mình cảm thấy được trị liệu về kiểu tinh thần, bởi vì lúc mà mình hít vào, mình cảm thấy đỡ stress hơn rất là nhiều. Mà mọi người dùng từ 1 đến 2 tháng trở lên á, thì mọi người sẽ thấy là độ đàn hồi trên da của mọi người được cải thiện hơn. Bây giờ Linh đang dùng em Number One The Chanel Cream Revitalizing nhá. Và cái hũ này á, Linh rất là thích bởi vì mọi người nhìn thấy màu mờ không? Bởi vì mọi người có thể kiểu thay được, nó có thể refill. Thế nên là đây là một cái bước mà mình cảm thấy rất là kiểu gọi là cải tiến trong việc bao bì và kết hợp với cả việc bảo vệ môi trường. Bây giờ Linh đang dùng bạn Number One The Chanel Eye Cream. Cái lọ nó nhỏ xíu xíu xinh xinh này này. Joy pop up Instagram account chị Joy để xem nhiều tutorial của chị. Thank you Joy. Sau khi đặt xong phải lâu mà. Mọi người, hôm nay là thứ năm và Linh quyết định là sẽ take a day off. Thực ra cũng không hạn lọc lắm, mình sẽ mang theo laptop, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi thay đổi kiểu tóc. Mình rất là chán màu nâu choco, mình đã nhuộm 2 năm nay liên tục rồi. Và kiểu do công việc ấy, mình cần phải hay chụp ảnh để quay video, thế nên là mình bắt đầu kiểu quá chán với cái kiểu tóc này. Nên hôm nay quyết định sẽ đi nhuộm một cái kiểu gì đấy màu nó sáng hẳn lại lên như là ngày xưa Linh hay nhuộm. Vậy nên là bây giờ thì mình sẽ chạy qua bên hair bar. Hôm qua Linh đi làm tóc, thế nên là Linh có mua kiểu bánh mì Như Lan ấy. Nhưng mà mình ăn không hết bởi vì mình còn đã mua cả bánh dày giò. Tự dưng nhìn thấy trong menu của bánh dày giò thèm quá. Thế Linh mua ăn bánh dày giò ở Như Lan cũng ngon phết, ở gần Ngô Đức Kế mọi người. Cái chỗ rất là to, rất là nổi ở trong đấy. Hôm nay là thứ 6, mà thứ 6 thì cái lịch học Pilates của Linh ấy nó bị đổi lên thành 10:30. Dạo này Linh đang rất là thích xem The Parisian Agency Exclusive Properties, kiểu về một gia đình người Pháp chuyên đi bán kiểu bất động sản mà kiểu là hạng luxury ở bên Pháp. Linh rất là thích xem những cái gì mà có kiểu nhà cửa các thứ ấy. Và nói chung là Linh rất là thích cái gia đình này bởi vì mình mới xem hết season 1 thì mình thấy là kiểu họ rất là gắn kết với nhau. Và nói chung là nó khiến mình mường tượng ra một cái cuộc sống khi mà sau này có em bé, xong rồi em bé lớn lên, con mình lớn lên, nó sẽ có những cái thời gian bonding time với cả mình giống như là gia đình này. Thế nên là kiểu ngoài việc ngồi ngắm nhà các thứ ấy, thì mình rất là enjoy cái show này. Ok mọi người, hôm nay thì Linh sẽ kết thúc vlog này tại đây, bởi vì cũng quay được ngon nghét đúng tròn một tuần rồi, Linh sẽ đổi qua một đợt vlog mới. Nhưng mà anyway, trước khi kết thúc thì Linh cũng muốn tranh thủ trước khi mình đi tập, mình cũng muốn touch up với cả mọi người lại, update
Là vì sao lâu lắm rồi Linh mới lên vlog lại. Linh có quay vlog Tết nhưng mà xong rồi kiểu qua Tết mình quá là bận và thực sự là bây giờ mình hết hứng edit cái video Tết để rồi, nên là Linh vẫn giữ footage nhưng mà Linh không có post lên. Với cả đợt từ tháng 2 trước Tết cho đến sau Tết là đến tầm đầu tháng 3 và đến tầm giữa tháng 3 bây giờ thì thực sự là mình bận công việc, mình phải catch up lại công việc này. Tại vì Tết năm nay ấy, nó rất là gần đến mọi người, thế nên là sau Tết một cái là kiểu vô gồm cái là mùng 6 mình đi làm luôn rồi. Nói chung là xuyên suốt trong khoảng từ tháng 2 cho đến đầu tháng 3 vừa rồi thì nói chung là mình phải đi bệnh viện để khám khá là nhiều. Có rất là nhiều thứ bất ngờ nó xảy ra, như kiểu ví dụ tự dưng bị đau mắt nè. Xong rồi kiểu những cái side effects sau khi mà tiêm vaccine mình cũng phải đi check up lại. Xong rồi gần đây nhất thì là mình phải đi nội soi dạ dày lại sau 3 năm. Trộm vía thì không có gì serious, không có virus HP, nhưng mà mình bị viêm dạ dày. Thế nên là như mọi người thấy thì mỗi sáng bây giờ mình hay uống thuốc để nó giảm acid xuống. Có thể là vì đợt vừa rồi mình cũng hơi stress, mặc dù mình không nghĩ là mình stress nhưng mà thực ra thì cơ thể của mình nó bảo là mình stress. Mọi người hiểu được điều đấy không? Đôi lúc mà Linh cảm thấy mình không nhận ra được là mình đang stress. Maybe nói chung là những có những cái complication khác về sức khỏe mà mình sẽ cần phải để ý trong tháng này cũng như là tháng sau. Anyway, khi nào gần tới thì Linh sẽ update. Nhưng mà đại loại là như vậy. Chính vì thế thì trong khoảng thời gian đấy thực sự là Linh không có hứng, bởi vì mình luôn luôn bị ủn lịch đi, lùi lịch lại để cho nó match với cả lịch mình bỗng dưng mình phải đi khám, bỗng dưng mình phải nghỉ. Thế nên là lúc nào công việc nó cũng càng ngày càng rối lên trong khi nó đã bận sẵn rồi. Thế là mình càng không có thời gian và mình càng không có hứng để mình làm hay là quay gì hết. Vậy nên là đợt này Linh mới quay trở lại. Và để update với cả mọi người một chút thì đây là vlog đầu tiên của năm 2022, thế nên là Linh cũng muốn touch qua nói chung là những dự định cũng như là suy nghĩ của Linh về định hướng của 2022. Thì thực sự là trước giờ thì mình cũng có quay vlog nhưng mà không tập trung quay quá nhiều, và mình cũng muốn quay kiểu review. Nhưng mà về sau này thì mình nhận thấy ra là sở thích của mình ấy bây giờ so với cả cách đây 5 đến 10 năm trước nó khác rất là nhiều. Mình vẫn thích son phấn, mình vẫn thích skincare, mình vẫn thích share những thứ đấy cho mọi người. Nhưng mà cuộc sống của mình bây giờ nó đã update lên một level khác. Mình cũng đã có gia đình rồi và mình cũng có những cái công việc khác. Thế nên là cái sở thích của mình ấy nó bắt đầu kiểu lan rộng ra nhiều thứ khác hơn. Ví dụ là mình thích mua đồ gia dụng, mình review này. Bây giờ kiểu mua một cái kiểu hộp Tupperware hay là mua được một cái máy hút bụi hay là dành thời gian trang trí nhà cửa, nó là niềm hạnh phúc hơn của mình so với cả việc là mình kiểu mua Sephora haul hay là mua một đống son xịn như ngày xưa nữa. Đợt tới thì thực ra Linh muốn tập trung vào vlogging hơn, vlog lên lại cuộc sống của mình hơn. Mình cảm thấy là cái công việc của mình ấy, thực ra nó cũng rất là hay, bởi vì mình có thể ghi lại được những cái khoảng thời gian như thế này của mình, và sau này mình có thể xem lại như là những thước phim quay chậm về những năm 20, những năm 30 của mình. Và đây là một cái cơ hội mình nghĩ rất là hiếm có. Và bản thân Linh khi mà mình ngồi ấy, mình nhìn lại ấy, thì mình cảm thấy là do mình làm cái công việc này khá là lâu với cả tính cách của mình. Trước đến giờ Linh vẫn share cả mọi người những việc mà Linh cảm thấy share được, nhưng mà những cái gì mà nó thuộc dạng là trong suy nghĩ của mình tức thì, nhất thời, hay là những cảm xúc, hay là những nói chung là raw moment, thì mình ít có thời gian quay lại và mình cũng ít kiểu cảm thấy có đủ sức mạnh để mình chia sẻ được cái cảm giác đấy. Nhưng mà tầm đến bây giờ Linh cảm thấy là bước qua 30 ấy, nói chung mình cảm thấy điều rõ rệt nhất là mình thực sự cảm thấy không cần phải care quá là nhiều đến những người, việc người khác nghĩ gì. Mình muốn ghi lại những cảm xúc của mình, nếu như mà mình có, nó có thể không tốt, nó có thể tốt, nhưng mà sau này nó sẽ giúp mình nhìn lại được. Nó giống như quyển nhật ký. Linh thì không thích viết nhật ký nhưng mà Linh thích quay, và đối với Linh thì nó sẽ giống như kiểu một quyển nhật ký digital để sau này mình có thể nhìn lại được, à hồi đấy mình đã làm việc này, hồi đấy mình đã từng buồn về việc này, hồi đấy mình đã từng lo lắng về việc này, nhưng mà nhìn lại thì hóa ra nó cũng không đến nỗi như vậy. Thì mình muốn có được cái cảm giác đấy trong cuộc sống của mình, hoặc là cũng có những cái điều nào đấy mà khiến cho mọi người có thể đồng cảm và bọn mình có thể cùng nhau đi qua, cùng nhau vượt qua, cùng nhau
chia sẻ và lắng nghe hơn. Tuần vừa rồi Linh mới có cảm xúc để Linh quay lại, bởi vì Linh finally có thể kiểu ok, khám khiếc xong hết rồi, mọi thứ kiểu có vẻ ok la, và mình bắt đầu lấy lại tinh thần, mình có thể quay được. Thế nên là mình có thể quay lại đi tập Pilates. Những khi mà mình làm những việc như thế, những khi mình có thời gian làm những việc mà để mình có thể chăm sóc bản thân, thì mặc dù bận đến mấy hay là dù có stress đến mấy, thì Linh vẫn cảm thấy có động lực cũng như là có niềm tin. Mình nên ghi lại những cái thước quay khi mà mình đang có thể là những lúc mình không vui, và một cách nào đấy thì mình đã tìm lại được niềm vui hay là mình tìm lại được động lực. Thì mong là như vậy mình vừa có thêm sức mạnh cho chính bản thân mình. Và nếu như mọi người xem video thì bạn nào nằm trong hoàn cảnh mà cảm thấy khó khăn cũng sẽ cảm thấy là mình cũng có thể vượt qua được, và mình cũng có thể làm được, mình vẫn có thể lấy lại được tinh thần, và mình vẫn có thể tiếp tục cái guồng cuộc sống của mình mà vẫn không quá bị stress. Chính vì vậy thì năm nay Linh thực sự rất là muốn quan tâm cũng như là chú ý đến chủ đề là glow up nha mọi người. Anyway thì bây giờ Linh sẽ đi thay đồ tập và sẽ chuẩn bị phi qua quận 7 để tập Pilates. Probably là cái video này nó sẽ kết thúc bằng những footage của Linh tại buổi Pilates ngày hôm nay. The rat.